Chào mừng các bạn trở lại bản tin Hi News ngày hôm nay cùng với Kai. Và như thường lệ thì chúng ta vẫn gặp nhau lúc 7 giờ tối hàng ngày. Và để xem thử ngày hôm nay chúng ta có những bản thông tin công nghệ nào hot trong ngày thì các bạn hãy coi hết clip này nhé. Còn bây giờ thì let's go. Apple bất ngờ bị Xiaomi vượt mặt tại Việt Nam. Apple gửi thư mời ra mắt iPhone 11. Microsoft Survey màn hình kép sẽ ra mắt vào ngày 2 tháng 10. Google sẽ trao thưởng lên đến 50.000 USD cho việc tìm ra lỗi bảo mật trên ROM và Android. Bóc trần chiêu trò lừa dối tinh vi của bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại. Theo số liệu của GfK thì trong tháng 7, thị phần của nhà Apple đã bị giảm sút. Ngôi vị thứ 3 vững chãi của nhà táo khuyết đã bị cướp đoạt bởi nhà Xiaomi. Cụ thể là tháng 7 2019, Apple chiếm 6,4% lượng smartphone bán ra tại Việt Nam, trong khi đó thì Xiaomi có được 7% đủ để vượt mặt Apple. Xiaomi cũng từng là một lần vượt qua Apple vào tháng 9 2018, khi đó là hãng này có được 6,4% số lượng, chỉ hơn Apple 0,1%. Chu kỳ giảm của Apple rơi vào khoảng là tháng 7, tháng 8, tháng 9 hàng năm là khoảng thời gian mà hãng này sắp ra mắt iPhone mới vào tháng 9, khiến người dùng có tâm lý chờ đợi để mà mua máy mới. Apple đang có dấu hiệu đuối tại thị trường Việt Nam và nếu như Apple không giữ được mức tăng đều, khả năng bị các hãng smartphone khác như là Xiaomi, Realme bắt kịp là có thể xảy ra. Ngày hôm nay thì Apple đã chính thức gửi thư mời đến sự kiện ra mắt dòng sản phẩm iPhone 2019 được diễn ra vào ngày 10 tháng 9 sắp tới tại California và dự kiến là sẽ có 3 mẫu iPhone 2019 sẽ được ra mắt. Năm nay, thiệp mời của Apple không có những câu nói có thể gợi suy đoán về sản phẩm, thay vào đó là chỉ có câu nói ngắn gọn, chỉ bằng sự đổi mới. Tuy nhiên, ở phần lớn thông tin về iPhone 2019 đã rò rỉ từ lâu, được nhiều nhân vật có tiếng trong chuỗi cung ứng sản phẩm này xác nhận. Tuần trước, thì Bloomberg xác nhận là Apple sẽ ra mắt 3 mẫu iPhone vào tháng 9, là phiên bản nâng cấp của iPhone XR, XS và XS Max. Hai chiếc điện thoại cao cấp hơn được gọi là các mẫu Pro sẽ có hệ thống 3 camera ở mặt sau. Có lẽ là ngày 2 tháng 10 sắp tới đây thì mẫu Surface của nhà Microsoft sẽ trở thành là dòng máy đầu tiên sở hữu thiết kế hai màn hình được ra mắt. Microsoft hôm qua gửi thư mời tới giới truyền thông tham dự sự kiện riêng của hãng về dòng sản phẩm Surface ngày 2 tháng 10 sắp tới tại New York. Rất có thể đây là nơi mà Surface đầu tiên sở hữu thiết kế tới hai màn hình với tên mã là Sense Centaurus được phát triển trong 2 năm qua ra mắt. Nguồn tin cũng cho biết là Surface màn hình kép đã được Microsoft giới thiệu trong một buổi họp nội bộ vào đầu năm nay. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể chắc chắn rằng là máy sẽ được ra mắt tại sự kiện này vào đầu tháng 10. Và cùng với chiếc máy Centaurus này, Microsoft cũng có nhiều khả năng sẽ làm mới lại các dòng sản phẩm của Surface của mình. Google đã công bố một chương trình tiền thưởng lỗi mới và trong đó thì các nhà nghiên cứu bảo mật có thể báo cáo các trường hợp đánh cắp cũng như là lạm dụng người dùng của Chrome và Android. Chương trình này có tên là chương trình phần thưởng bảo vệ dữ liệu dành cho nhà phát triển và các nhà nghiên cứu bảo mật có thể báo cáo các trường hợp lạm dụng dữ liệu tiềm ẩn trong các ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào Google API. Các ứng dụng Android được liệt kê trên cửa hàng Play và các ứng dụng tiện ích mở rộng của ROM được liệt kê trên cửa hàng ROM trực tuyến. Chương trình nhằm mục đích trao thưởng cho bất kỳ ai có thể cung cấp bằng chứng xác thực và rõ ràng để mà lạm dụng dữ liệu theo Google cho biết ngày hôm nay, và đặc biệt là chương trình nhằm xác định các tình huống trong đó có dữ liệu đang được sử dụng hoặc bán một cách bất hợp pháp mà không được sự đồng ý của người dùng. Hôm nay thì trên mạng đã xuất hiện một đoạn video về những cảnh quay cuối của đoạn phim Adventure Endgame, trong đó được sử dụng những kỹ xảo điện ảnh quay trước phông xanh trong một trường quay và sử dụng một vài phối cảnh giả. Avenger Endgame là phim thứ 22 của vũ trụ điện ảnh Marvel, quy tụ dàn diễn viên ngôi sao hàng đầu Hollywood và bộ phim chinh phục người hâm mộ bằng các cảnh quay hành tráng và xúc động. Thực tế thì các cảnh phim này được tạo ra bằng kỹ xảo điện ảnh, còn hình ảnh thực tế thì quay khá đơn giản, tiêu biểu như là cảnh mà tất cả các siêu anh hùng cùng tham gia cuộc chiến cuối cùng được ghi hình trong trường quay, trước phông xanh và một vài phối cảnh giả. Như vậy thì tới đây bản tin Hi News ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên là nhấn like cũng như là subscribe cho Kay nhé. Và cũng đừng quên là theo dõi bản tin Hi News vào lúc 7 giờ tối hàng ngày. Còn bây giờ thì bye bye các bạn nha.